chạy cái đầu nó vô đây nè, cái đập mặt xuống nó vô nằm đây nè cả nhà, nó mặt đây nè nó nằm luôn đó, để mình dài mình bắt chuột sống đó cả nhà, bắt chuột sống đó mình dài vậy đó. Được rồi, kích kích nha, làm nặng quá hồi dài lên nổi không nữa. Bây giờ bắt cỏ mình lót đường gì nha cả nhà, cái đầu cái nó ở ngoài đó mình bỏ mồi nó đây nè, nó đi theo cây này cả nhà, đi theo cây này cái đầu lên trên đập xuống cái đằng trụ rớt luôn dưới đây nha cả nhà. Đúng rồi đó, rớt xuống hầm luôn. Lót gì vậy vô miếng đi, giọt giọt mình bỏ bẫy xuống đi, bỏ bẫy xuống. Ừ đúng rồi, bỏ bẫy xuống đi mày hả mày. Rồi hết vô hầm rồi đó, lùa nó tới, lùa cho chạy tới. Ừ đó. Vậy chắc cứu à, vô tùng là lắm nè. Ôi á khổ. Hai con này về thiết kế. Chào cả nhà nha. Này, chào nhà nha. Mấy anh em cũng có làm cái bẫy gài chuột rồi cả nhà ơi. Bẫy ngày xưa thì mình gài mình bắt chuột chết không mà. Cái này mình gài bẫy độc mình bắt chuột chết. Còn này mấy anh em cũng nằm cũng nghiên cứu sáng tạo rồi, mình gài mình bắt chuột sống nha cả nhà. Đó là mình bắt chuột sống rồi chuột chết đó mình chịu, mấy con chuột nó vô dính chân sớm quá rồi mình sáng ngày mình thăm nó về nó bị ương, nó muốn trịnh kiểu mình ăn nó không được ngon. Rồi anh em bữa nay mới nghiên cứu lại gài bẫy chuột sống, bắt chuột sống. Bẫy đập mà làm có cái hầm ở dưới. Giờ mấy anh em mình làm cả nhà xem mấy anh em mình làm cái bẫy mới này nghe. Rồi, tốt. Em đào hầm em. Đang để tôi chỉ nền trước. Rồi hôm nay đổi chiến thuật làm bắt chuột sống cả nhà ơi. Chứ không cái bẫy này thì ngày xưa ông bà ta có làm rồi bắt chuột chết không à. Bắt chuột chết chứ không bắt chuột sống. Nè anh em mình nghiên cứu bắt chuột sống luôn. Đập xuống là bắt sống nó chứ không cho nó chết được. Đây cỏ nè, đây chuột cống là ở dữ dằn lắm nha cái này. Cái này mình bây giờ gài 37 lồng á, nhát quá nó không vô. Đây hôm nay mình nghiên cứu cái bẫy này coi bắt được không? Bẫy này gài chuột cống nó nhà dính lắm, cả nhà có là chiều là dính sớm lắm. Đi chuột cống nó dạng. Mình gài 37 lồng hồi xưa á, cái giờ mình gài ba cái bẫy giờ nó nhát rồi, đi nó bể bẫy rồi. Giờ mình gài mình không có bỏ lúa nữa nha cả nhà, giờ mình bỏ ốc với cua không à. Lúa giờ nó cũng nhán rồi. Rồi, coi đổ bẫy coi. Bự hơn chút đó cũng được nữa, đúng không? Chút đi. Bự hơn chút đó, sắn này lên sở từ ra. Sắn đứng vậy nè. Ừ. Nó đẹp. Chú không phải một gan nha. Chứ mình để thôi nó cạn quá phải không? Cái nó lú đầu đó nó mồi lên đổ ra được á, phải không? Cho rớt xuống hầm. Cho nó rớt xuống rồi bắt đầu cái dạng nó vừa tới cái mí bảy cái nền mình trên nè, là con chuột con dễ ra được. Đó, xong cái hầm rồi cả nhà ơi. Từ đi rồi lát mình gà từ đó mình giải thích cho cả nhà coi đó. Đó. Im ha. Chúng vô đây là làm luôn cái hầm chứ, giống như mà cái tảng xe hồi xưa á. Máy bay mà được bay tới trùng xuống dưới nấp dưới. Giờ cây mình đóng giáp vọng đây. Để cho con chuột nó rớt đây á cả nhà. Nó không có bươi ra được nha cả nhà. Sao không cưa cỡ một vậy nè. Không có chỗ lẻ. Gì đó. Quên. Này là cầm vòng vòng cả nhà. Là cho con chuột nó đừng có bươi ra. Cho con chuột nó rớt xuống đây nè, nó không giờ nó bươi đất được như cả nhà. Nó chứ mình không cầm cây này mới không là nó vô cái độ phát đó, nó phát đất nó chung ra luôn. Còn có cây này mới không mà cái này mà. Cái này mình bỏ qua đêm á, nhiều khi. Đó. Lót ngang nữa nghe cả nhà. Chứ không thôi nó vẫn bươi xuống. Con chuột cống này cũng khó chịu lắm. Mình làm cái hầm cho kỹ rớt đây là nó không ra được. Đó, cây này là nó cũng không bươi xuống được luôn. Bởi vì mình sợ nó mình cầm cây này lỡ nó có cắn qua đêm mình nó cắn nó không đứt nổi mấy cây này nha cả nhà. Nó cắn không giờ đứt nổi. Ừ, sáng là mình đi thăm là bắt được nó rồi.
nó cắn cũng không ra không nổi đâu, không được, không đứt nổi mấy cây này. Dễ gì đứt nổi. Này trong một đêm là nó lo mấy cây này không xể đâu. Với lại nó vô đây nó bị dính bẫy rồi nó cũng lúng túng lắm. Không có. Cái này cũng chưa, cái này cũng mới có phần hầm không nên cả nhà, còn từ từ nữa công độ còn nhiều lắm nha cả nhà. Để ít bẫy lại cho cả nhà coi nè. Đó. Nó vô đây là đúng bài hen. Nè. Dở vậy cái đầu nó vô đây nè, cái đập mặt xuống cái vùng nằm đây nè cả nhà. Nó mặt đây nè nó nằm luôn đó, bởi vì mình dài mình bắt chuột sống á cả nhà. Bắt chuột sống đó mình gài vậy đó. Được rồi. Kích kích nha. Đó, à, đúng rồi đó. Quá im cái hầm này. Ok, rồi. Dạ, vô đất đi. Lên hạn, đủ khỏi. Đi. Đạp đi. Giá đây nữa rồi đó. Ok. Ê, để vậy đó, mình dạng mình ngụy trang không? Lịch sự không? Cây đó là cái cây gài bên cục đất lên đó cả nhà. Đây. Đây thì anh ba anh đang làm chốt hả? Cầm co mà cái mình phá chốt vô. Vào đó. Đầu mấy giá đất mệt chứ à? Đất mệt. Bẫy này về gài dạng lắm cả nhà ơi. Gài dính. Có chuột có dính liền à? Chuột dính nè. Rồi đưa cái máy đây. Máy chút. Lên nồng. Ok ha. Đó, bền lên vậy đó. Dưới đây cái hầm có cái hầm dưới. đúng sách rồi đó. Đó dưới có cái hầm rồi cả nhà thấy cái hầm không? chuột vô đó ăn cái rớt đó à. Mà mình còn làm nó vô sao nó đập ở trong đây nha, chứ không phải là làm mà đập ở ngoài đây là thua luôn á. Đây nè, đứng giữa chưa, cái này là cái cây chốt nha cả nhà. Bẻ mấy cây chặt mấy cây kia thả nhẹ vô coi, dài quá nè, dài không đâu, vậy vừa đó, vậy vừa. Bu đi đâu mặt nữa, bu đi. Rồi ok. Rồi đây. Giờ tới mình trang trí mồi nó nha cả nhà. Bây giờ mình không có gài lúa nữa. Đó, lót đường vô cái đi. Vào rồi. Mình lót cái đường cho nó đi vô nữa nha cả nhà, chứ nó đâu, nếu mà thấy cái lỗ vậy nó đâu có qua đạp được cái chốt của mình. Mình phải lót đường qua cho nó đạp cái chốt đó. Đó. Mình lót đường nha cả nhà. Cái đầu cái nó ở ngoài đó mình bỏ mồi nó đây nè, nó đi theo cây này cả nhà, đi theo cây này cái đầu nó trên đập xuống cái lần chỗ rớt luôn dưới đây nha cả nhà. Đúng rồi đó. Rớt xuống hầm luôn. Lót về vậy vô miếng đi. Nó không biết đi cầu ấy đâu, cầu khỉ đâu. Cho cái miếng đi. Ừ. Đó, mình phải bắt cầu lên cái chốt á cả nhà. Rồi mình bỏ mồi trên đó đó. Đàn chuột có thấy nó đi lên cái cây cầu đó là nó đã đạp cái chốt rồi té xuống hầm à. Ừ. Được một cây. Đây. Cắt ngang cái này nè, lót dạ vô. Cho cái bọc này cho nó sáng á cái nhà. Thơm sáng là lạ vô. Cả nhà, thấy cái bông đó nó thơm, với cái này là ốc này là bó ốc nha cả nhà. Ốc này là mình mới mua ốc loại thứ mà ốc bồ xanh đó cả nhà. Chứ không phải ốc bồ vàng nha. Mình nó mập dữ lắm, bây giờ bây giờ nó ốc bồ vàng mình nó giờ nó cũng chê nữa. Mồi gà bằng ốc. Ốc sống nha cả nhà. Đó gà vậy đó cả nhà. Chuột nó bắt cái mồi đổng không, cái nào nó bắt cái mồi này nó đi theo cầu này cả nhà, đi theo cầu này nó ăn cái tự nhiên cái nó đè cái chốt nó xuống cả nhà, bật cái chuột rớt luôn hầm cả nhà, rớt luôn dưới, đặng chuột cần sống. Để em tìm hai bên hông nha. Nó bước lên cỏ này cũng té luôn à. Cỏ điếu không, bước lên té luôn này, làm diện tích rộng cho nó dạng vô.
đó, cỏ mười trang mướt, nó bước lên cỏ này vẫn té, nó sàn sàn cũng té xuống hầm à. Con ốc hay vài con ốc nữa đi. Chủ yếu là cái cây đó là mình để cho nó cho nó miếng cua đi ha. Ừ. Cho con cua cũng được. Con chuột cống nó cũng phải ăn cua chứ, ngốc lắm nha cả nhà. Giờ cho nó miếng cua đi. Quá im hả. Mấy anh em này không có gài lúa nữa cả nhà, chuột cống thường thường nó cũng ăn lúa, nó không ăn lúa mà nó chuột cống này nó ăn ốc thì ăn cua tùm lum hết trơn á. Thì mấy anh bà. Được rồi. À, mình lót vậy là con chuột đi lên là té liền cả nhà. Ở mày đi vô nó đi nữa này, cái này là cũng bạn đắt liền nha cả nhà. Nó đi vô luôn nó ăn, cái tự nhiên cái đè cái này xuống bè, cái đè cái chốt xuống là tự nhiên cái chốt cũng rớt hơn bạc. Đó, đúng rồi đó, đây cái chốt lên đây nè cả nhà, để quay cái chốt. À, đà, chốt nè. Đó. Cái nãy chốt á. Cái nãy không bật thử cái cho cả nhà coi thử coi. Giờ thử. Giờ lấy mồi đi, lấy mồi đi cái mình thử cái cây nó đập không? Bịch liền ha. Để mồi thôi. Thử đập coi. Nè, qua đây quay nè, qua đây là đè chốt xuống nè. Nè, cũng như là đi ra cây nãy phao cho màn hình nè. Cổ cũng được ha. Chuột đi vô nè, thấy không? Đi vô à, đây nè. Đã đạp cái này xuống nè. Đó. Đó. Cả nhà thấy không? Rớt cái hầm rồi đó. Rớt hầm cả nhà. Núp luôn dưới rồi, núp luôn dưới đi miền đêm luôn á. Quá hợp lại. Quá gì quá gì mấy. Rồi, ok đó. Vậy đó cả nhà. Nó đơn sơ mà vừa có cái này nó dạng dính dữ dằn lắm, còn cái bẫy lồng mà giờ mình gài nó bị quá bể rồi, nhát rồi. Rồi, đi mấy nay mình làm thêm mấy cái đi anh ơi. Mình làm 5-6 cái vậy cả nhà. Rồi, cái này là chuyên gia đã bắt chuột sống luôn nha cả nhà, không bao giờ bắt chuột chết được. Bởi vì nó gớt chuột hầm là sống hết. Các tàu mới. Chào cả nhà nha. Mấy anh em nay cũng đi vô thăm ba bảy đất rồi, gần qua cả nhà ơi. Không biết rồi coi có dính được nhiều ít rồi. Mấy anh em hôm nay cũng giờ cũng gọi vô tới chỗ gần rồi. Bây giờ mấy anh em mới đi thăm nha. À, mình dài mình có đem theo tới bánh gian nha cả nhà. Cái mình lại mình gian vòng vòng cái bẫy á, cái mình dở lên có con chuột đó, nó chạy ra nó vô cái túi. Rồi mình bắt nó được, nhiều khi trúng mấy con chuột mà nó bự nó hung dữ cắn cái mình làm không chảy đó, nó chạy vô mắt luôn à. Tại vì cái bẫy này mấy anh em mình làm mà nó rất xuống hầm còn sống dưới á, phải làm gian này gian lại để nó chạy dở ra cái chạy rồi bắt đeo mắt luôn á. Để chút lại cái bẫy nào dính á rồi gian lại coi chuột mấy anh em bắt cái kiểu sau đó nghe. Rồi giờ đi em ơi. Đi. Đi. Lên đường. Coi thành quả anh em được nhiêu. Bắt ra. Đó, bắt ra. Bắt ơi, bắt ơi. Dính không nè. Làm thẹt đâu á. Có không? Gian đi, gian đi, gian đi. Không biết. Dỗ con này nó làm đây nè. Có đu đu gì không đâu. Đập rồi, đập rồi nè cả nhà. Mấy đập rồi nè. Cả nhà ơi. Lụm chắc ha. Chưa biết, đi coi thử rồi. Đó, giờ anh em mình gian. Nãy em dỗ một tịch em nghe thẹt đó không biết sao. Cừ. Gian kỹ nha. Kỹ rồi. Ok đó.
Ừ, đây ngọt. Về khối An. Con chuột nào đâu? Cái gì? Tự vô nó ngồi trống kìa. Không ra luôn. Con gì? Chuột gì? Chuột gì? Ê nó hỏi kìa. Chuột cống. Đúng hả? Để em chọt nó lên. Bự không? Không thấy chuột gì đâu. Ngồi im ru kìa. Nấp luôn gì vậy? Đó. Không chịu ra nữa cả nhà ơi. Đó cũng nằm đâu hầm rồi. Đó. Nó hùng ghê không? Nó mệt rồi. Chụp nó được không? Đó, ra đó. Ừ, từ ra hả? Chừng cái đăng nha. Trời ơi! Đã nói cả chừng cái đăng rồi à. Xảy luôn rồi cả nhà ơi. Ủa, uổng ghê không? Ủa, gian không kỹ, phải đó không cả nhà? Gian cái đó mà bắt nó không được nữa. Ôi luôn rồi. Ôi, chuột ra bá luôn. Khó kiếm. Vô cụ này sao kiếm được? Chạy ngang đó. Ủa, chuột mạnh ghê trời, đăng vậy mà bắt không được luôn cả nhà ơi. Sao kỳ vậy? Nó chui vô lỗ bên đó. Ôi ôi, ổn thiệt cả nhà ơi, xảy luôn chục. Rồi gian thất bại rồi. Không gian thì đúng rồi chứ, nhưng mà tại mình tắn á, mình tắn cái đường gian không chặt á. Con đầu tiên. Con đầu tiên luôn cả nhà ơi, xảy luôn rồi. Ủa. Trời ơi. Hỏi mình đi. Thôi, gài lại đi. Công tình qua từ hôm qua tới bữa nay. Không, hiệu quả bắt sống vậy cũng ngon rồi chứ. Để bây giờ mình nghiên cứu làm cái đăng lại. Ủa, xuống đây nó quần nè. Cắn cỏ với nhảy chân cả nhà. Cắn từ lưa chân nè, nó lôi cỏ xuống luôn. Thôi gà lại đi anh ba. Đi. Thôi đi thăm cái khác đi. Một thấy luôn rồi cả nhà ơi. Không đầu tiên cả luôn rồi. Ủa. Sập nữa rồi đó cả nhà, biết dính được không à. Này nhiều khi bị bẹp vô góc vẫn sập bình thường. Ừ, biết con gì trong đó sập rồi nè cả nhà ơi. Đúng rồi. Nghe coi. Nghe. Lỗ trong dọc rồi. Cái gì? Đầu bươi lỗ ra được hay vậy. Trời ơi, sáng chuột luôn rồi cả nhà. Trời ơi à. Cũng lưỡng luôn. Ủa sao cái hầm vậy mà. Ủa, nó lòi cỏ xuống ăn rồi nè. Cắn cây gãy cây luôn rồi. Cắn gãy cây luôn hả? Ừ hả? Ừ. Ủa, ừ. Cái đó mà nó còn cắn gãy ra trời. Gãy cao chứ review hầm luôn rồi. Trời ơi, cái hầm vậy. Hầm gì mà nó bươn lỗ mà bóng lưỡng luôn nè cả nhà. Nguyên đường nè. Thiệt tình thì chứ. Hai con rồi đó cả nhà ơi. Con sảy với con này đấy. Chui bươi hang ra luôn. Không hiệu quả rồi. Thôi đi đi. Xảy nữa cả nhà ơi. Thua luôn. Hai con xảy hết trơn luôn cả nhà ơi. Sập nữa. Sập nữa. Sập nữa rồi. Nè sập nè. Lẫm gian cho kỹ ơi. Khạc khạc ơi. Khạc không? Khạc. Không, dỗ giật mình đóng cái kia thạc thạc đâu á. Viên kỹ kỹ á, để gian như con đầu cái nó trên sảy nữa. Thua luôn. Hai con ở cả nhà. Sảy trơn rồi. Con chạy xuống năng, còn con nó bươi hang ra. Anh cầm hai cây đó trước. Con chuột này. Chuột này mình làm cái bẫy cũng hiệu quả mà nó khôn quá cả nhà ơi. Nó cắn cây chui bươi hang ra luôn. Chưa nha. Tập giò sao nó cột đuôi chưa? Sợ nó thấy mình nó nhát á, nó không ra, nó ở dưới hầm không á. Đó. Quá đừng khỏi cù rồi. Cù rồi.
Chưa? Chưa. Đó nó ngồi đó không? Đó có đó, nó ngồi dưới á. Để em nó chạy chọn nó coi. Chọn nữa. Em hép ba game cho mới chạy ra được đó kìa. Game đạp nó không ra được á. Thấy mình kìa, nó không dám chạy ra nè. Ừ. Nó dụ á, dụ cái chạy nó. Dụ á, dụ trang nãy đó. Mày ra mày. Đó. Ra đó. Cái chân nó dưa xuống hầm nữa. Rồi. Trời mày hả mày, xuống đâu nữa. Cuối cùng cũng ra. Cuối cùng mày hả mày. Chà bá luôn rồi cả nhà. Ủa chuột, chà bá lửa luôn. Ba con bắt được con cả nhà ơi. Ba con. Hai con kia sảy. Bắt được con rồi đó. Đấy con đầu cũng cỡ này vậy. Quá trời con chuột bự nè. Thấy không cả nhà, làm bẫy đắng chuột sống. Còn thường ngày xưa làm là nó đè xuống chết, chuột chết không à. Còn. Anh em mình về chế lại làm bắt nó sống luôn, quá hiệu quả. Dữ em, nửa ký á. Tại lúc đầu anh em mình làm cái đăng sơ sài á cả nhà, chuột sảy ủ ghê hồn luôn. Kiểu mấy anh em cũng bị sơ hở. Chứ dằn cái mình dằn cái chì đó nó không kỹ. Vô lòng. Ghê, không dữ. Đó, hợp lại ha. Vô, một em. Đó. Hợp lại. Rồi, tới luôn. Rồi, vui vậy. Anh em tới luôn. Đi. Ba con bắt được một con rồi. Hai con kia sảy ủng quá trời luôn cả nhà ơi. Còn mới chát luôn không á. Mồi luôn. Ngày mai dính hả? Mai dính mai lắm hả? Bước vô nghe, đập nó rồi. Đập rồi đó. Em cắp bệnh đó cái. Im. Cạt nó đó. Cạt nó nữa đó chứ đâu. Gian lại. Gian kỹ á. Gian y như nãy là lụm đó à. Chịu cực lâu. Được con. Nằm cái bẫy mới được con này. Dính đường con nữa cả nhà ơi. Kỹ nha. Cứng qua cầm xuống không nổi không nữa. Tung nữa tung ra chạy luôn á. Rồi dở đi. Dở coi có con gì chổng không. Khó dở hả nha. Sao hở anh ba ơi? Sao chân anh á? Có gì không? Cái gì đâu? Có. Trời đang hun cục đó rã luôn đó. Có con chuột. Vô ai. Tao thường thường tao giỡn cái chạy ra liền hết anh ba. Sao mà mấy mẹ này quá ta? Thẹt rồi. Đó. Đúng rồi. Không. Khè khè luôn á. Nói chung mình bắt được chuột sống vậy thì mình phải chịu cực thôi chứ sao. Chứ bảy này. Đó, lên đây. Vậy ra không chưa ra đó đâu. Lòn ra sao á. Nè, nắm đuôi nó luôn. Còn. Nè, nắm đuôi nó. Nó chạy xuống nè. Nè, em nắm đuôi nó nè. Chạy ra. Buông. Giọt. Mày bỏ bẫy xuống đi. Bỏ bẫy xuống. Ừ, đúng rồi, bỏ bẫy xuống đi. Mày hả? Rồi, hết vô hầm rồi đó. Lùa nó tới. Lùi cho tới ừ đó. Vậy chắc cứu à, vô tùng là lụm nè. Ôi á khổ. Hai này, con này về thiết kế cái gian lại mới được. Hai con cả nhà ơi. Hai con hết bảy luôn. Hết bảy luôn đó. Qua gài có 5 cái à. Bảy này gài cực lắm cả nhà ơi. Gài qua đi gần cả ngày mới được 5 cái, quá lâu. Không, nhưng mà thời gian sau anh em mình làm thêm vài cái nữa chứ không phải là 5 cái. Mẹ không thấy cũng được 4 con rồi. Ừ. Còn gà với con nó bươi cái hàng ra luôn cả nhà, bươi cái hầm á. Rồi gà lại luôn. Mấy cây cầu thang nó cắn rủi trơn, nó tiêu trơn trời. Ủa mấy chuột. Ừ. Chuột dữ ghê ha. Lấy cỏ ba lóc cho.
Rồi, coi anh em mình cũng hết bẫy luôn rồi cả nhà ơi. Được hai con. Bốn con mà con kia chảy rồi, con kia nó cắn cái hầm đứt cây ra luôn. Còn được hai con à. Nếu mà bắt được hết thì được bốn con á. Còn này bắt được hai con sảy với con mồi hang ra. Vô lòng đi. Rồi vô lòng luôn đi. Rồi bên này mình chào cả nhà luôn nha. Rồi chào. Hẹn cả nhà clip sau nha. Cả nhà thấy video hay nhớ để lại mình một like, một lượt đăng ký, chia sẻ giúp anh em mình có động lực nha cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.